Khánh Hoàng xin thân ái kính chào tất cả quý khán giả của Vietface TV. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2024. Khánh Hoàng và các anh chị em trong đài Vietface TV cùng với Jamie Trần đang có mặt tại rạp The Block AMC để cùng mời tất cả quý vị khán giả cùng theo dõi buổi ra mắt bộ phim mà đã ấp ủ từ gần 2 năm nay. Đó là bộ phim Sympathizer, tạm dịch tiếng Việt là Cảm Tình Viên. Đây là một bộ phim mà Khánh Hoàng đã có dịp phỏng vấn các đoàn làm phim cách đây 1-2 năm trước, khi mà họ đang tìm kiếm diễn viên, và đến giờ đã chính thức hoàn thành. Và trong bộ phim này thì đã có rất nhiều những diễn viên Việt Nam tham dự trong cái bộ phim này, đặc biệt là có sự xuất hiện của nữ tài tử Kiều Trinh, nữ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đây là bộ phim kết hợp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, sản xuất tại Hoa Kỳ này, và sẽ được chiếu ở trên hệ thống HBO Max vào ngày 14 tây tháng 4 sắp tới đây. Và bây giờ Khánh Hoàng xin mời quý vị hãy cùng vào bên trong để mà xem quang cảnh của buổi ra mắt bộ phim Sympathizer ở tại AMC. I've been concerned with that history ever since I was a little boy, because I knew that that history had shaped my parents' lives and my life. So in a sense I was researching it ever since I was little, and when I was reading as many books as I could and watching as many movies as I could about Vietnam and the war, I felt like growing up in the Vietnamese refugee community was its own kind of research, because I felt intensely the emotions of other Vietnamese people. Obviously, during the 1970s onwards, the Vietnamese refugee community thought constantly about this history, and therefore so did I. When it came time to writing the novel, however, I did have to do more research to recreate the events. So for example, what you're going to see tonight, the first episode, is about the fall of Saigon, the first few months of 1975. And in order to recreate that, I read everything I could about that time period. And so what you're going to see tonight reflects pretty faithfully what's in the novel, where in the first 50 pages you see the scale of time go from months to weeks to days to literally minutes. You'll see this in the last few minutes of the film as we get to the fall of Saigon. And in order to recreate that, I had to read as many accounts of survivors who had undergone the fall of Saigon in order to, for example, describe the curfew, the blockaded streets, the turns that the buses would take, what happened on the airbase when the people who were going to flee got there, what kind of airplanes were being used, what kind of rockets were falling on the airstrip, everything down to the last minutes of the last day. So that was the kind of research that I had to do in order to prepare for the actual writing of the novel. And then almost all the major events of the novel really took place. And many of the characters are based on people that really lived. So I think people who are familiar with that history will recognize a lot of the issues that the series deals with. So we all know that The Sympathizer has, you know, been adapted into a mini series by the HBO, and we just want to know, how involved were you in the adaptation process, and what was it like to see your book come into life? Well, I'm an executive producer. What that meant was that I was very involved in getting the TV series made. It took many years, from 2016 to about 2021, for us to have many different conversations with many different people, to find the right collaborators, and then to convince A24 and HBO to make the series. So that was actually quite a bit of work. After that, then everybody else took over, and I've been more of a consultant when they needed me. Are you happy with, you know, all the cast? The cast is amazing. You're going to meet all the cast tonight. I think that, of course, everybody will talk about Robert Downey Jr., who is amazing in this TV series, and Sandra Oh, who is my first choice to play her character of Ms. Mori. But everybody else is Vietnamese. Includes names that everybody knows, like Kiều Trinh and Kỳ Duyên, but then all these newer, younger actors. Hoa Xuân Đế is in almost every scene playing the captain, and then Fred Nguyễn Khanh and Duy Nguyen are his friends, his blood brothers. They give incredible performances, and I hope that these will be performances that will bring them to greater visibility and start, they already have careers, but lead them to even higher levels in their careers. Vai trò của Kiều Trinh là một bà mẹ của một người thiếu tá, và cái người thiếu tá đóng cái vai con của Kiều Trinh đó là anh Phan Xin.
cast từ Việt Nam. Vâng, đóng vai thiếu tá cử trên bà mẹ. Thì cái vai trò của bà mẹ này đó là bà ấy sang Mỹ nhưng mà cứ nhớ quê hương, nhớ nhà và cảm thấy lonely. Vâng, thì đó là cái vai trò của cô. Dạ. Trong suốt mà cái quá trình làm phim như vậy đó thì cô có những cái khó khăn gì hoặc là có những cái ấn tượng gì với lại các cái dàn cast? Dạ, khó khăn thì không có khó khăn gì. Trong khi làm phim thì cũng rất là cảm động, cũng rất là vui bởi vì đa số các bạn đồng diễn của mình là người Việt. Đa số. Thành ra mà có lẽ cô là người lớn tuổi nhất. Cho nên là người nào cũng cô với cháu ăn sáng, ăn trưa, ăn tối với nhau hay là thành ra đối xử với nhau rất như là một gia đình vậy ấy. Như là quen biết nhau lâu lắm rồi đó. Dù rằng các bạn kia là có thể là mới được gặp. Nhưng mà đều là các em trẻ cả đó. Thành ra cũng rất là hạnh phúc được làm việc với nhau. Trong cái quá trình làm phim cô có phải bay đi, bay về những Mỹ và Thái Lan? Dạ, đi có một lần thôi. Tức là quay xong những cái phần ở bên Mỹ. Xong rồi tất cả đi sang Thái Lan. Dạ, tức là có một lần đi thẳng Thái Lan thôi. À, chị Kỳ Dương ơi, chị có thể cho quý vị khán giả Việt Face TV biết là cái giai đoạn mà casting làm sao mà họ biết được chị và họ mời chị, hoặc là làm sao mà hai bên gặp nhau? Thưa quý vị, theo Kỳ Duyên được biết đó, sau này Kỳ Duyên mới biết là cái casting rất là khó khăn và họ đã có một cái casting call khắp thế giới và ngay cả Việt Nam, bất cứ nơi nào có người Việt. Riêng Duyên thì Duyên phải nói là hoàn toàn may mắn. Vì trước đó khoảng chừng một tháng Duyên gặp cô Kiều Trinh ở một buổi ăn. Thì mới nói với cô à, cô ơi con đã làm MC 30 năm rồi. Bây giờ con muốn bước sang cái nghề diễn viên làm sao bây giờ? Thì ngay sáng hôm sau cô Kiều Trinh gửi một cái email cho Duyên. Và giới thiệu Duyên với agent của Duyên là Kim Loan ở Image Powerhouse. Thì lúc đó Duyên nói chuyện với Loan là chuyên môn là Loan làm về Asian films modeling. Thì Loan còn nói là thôi bây giờ chưa có ký contract vội, để Loan gửi mấy cái script coi nó xem sao. Có thể là cũng chưa có tin tưởng lắm. Mình phải giữ giá. Thì Loan gửi cho Duyên hai cái. Cái đầu là cái phim của Dustin đó, mới ra cái Taxi đó. Thì Duyên được tuyển vào là một trong hai vai cuối cùng, nhưng mà họ không có nhận Duyên. Cái thứ nhì là cái sympathizer này. Thì chúng, có nghĩa là chưa bao giờ biết đóng phim, đóng gì hết. I mean, đóng phim trong Hollywood, mới thử hai lần thì được chúng. Thành ra Duyên chỉ nói là may mắn thôi, chứ không biết nói sao hơn. Mà em nghe chị chia sẻ là nghe nói đóng phim Hollywood sướng lắm đúng không quý vị? Rất là chuyên nghiệp và họ ưu đãi mình rất là nhiều cái benefit đúng không chị? Thì nội như cái hôm nay này là Duyên tưởng là đi tới chỗ này, thường thường mình đi premiere là mình tự lái xe hay bạn bè lái xe tới, đang rủ cô bạn thôi tới chở mình để hai đứa cùng đi. Thì sau thì Duyên dẫn được nguyên một cái list của HBO, có tài xế gửi Cadillac tới đón đấy. Và từng một như là rất là professional. Yes, cái đó là chỉ có mới đưa rước thôi đó. Chứ còn đóng phim thì phải nói là Duyên rất vui là cái cơ hội để học hỏi. Duyên chưa nghĩ tới là sẽ nổi tiếng hay gì, nhưng mà chỉ được một phần nhỏ trong một cái công việc làm ăn để mình học hỏi là đủ, quá hạnh phúc rồi. Dạ, cái đó là điều dễ dãi. Còn họ có những cái gì ràng buộc mình, làm cho mình khó xử và mình làm cho mình phải chọn lựa cái này hoặc cái kia không chị? Không, có làm với bên Hollywood HBO thì Duyên mới thấy là họ làm tất cả những cái gì dễ nhất để cái người diễn viên chỉ có lo nhất là mình diễn cái phần của mình thôi. Còn tất cả tất tần tật là có người khác lo hết. Ngay cả khi mình tới set rồi, mình chỉ ngồi yên, họ có một cái đội ngũ, mỗi người mặc áo giống cùng size của mình, thử đèn, chạy đường dây. Mình muốn ngồi đó ăn uống, có người ăn, có người wardrobe, có người làm tất cả. Thành ra làm diễn viên trong này là cái phận sự duy nhất của mình là đóng. Mà nếu không đóng được là thôi đó. không có chuyện gì khác để làm hết á. Vâng, và chị đã coi qua sơ qua cái bộ phim này chưa? Và chị có cảm thấy hài lòng với những gì mà chị đã bỏ ra trong khoảng thời gian vừa qua hay không? Duyên thấy nó hơn hẳn tất cả những cái gì Duyên nghĩ. Là tại vì Duyên đóng thì Duyên chỉ được đóng những cái vai của mình. Mình đâu có được coi toàn bộ, mình đâu được coi tất cả. Nhưng mà khi coi tất cả từ edit, từ âm nhạc, Duyên là đóng trong đó, Duyên biết tất cả diễn viên. Mà có những đoạn mà Duyên phải fast forward vì Duyên sợ, Duyên không dám coi. Và Duyên hồi hộp. Và coi xong là cứ muốn coi tiếp.
thành ra nó còn hơn cái mức mà Duyên có thể tưởng tượng được đó. Yes. To get the role, it was like a really long audition process. I think it was about 8 or 9 months of auditioning with multiple callbacks. But once I finally got it, the biggest challenge for me was, you know, my character doesn't speak much, so a lot of it is having to, yeah, and like figuring out how to my body language and acting with my eyes, and you know, like just learning to get my Vietnamese back on point because it was a bit rusty, you know. Just doing that, and I think it was a lot of fun, but yeah, it was very hard. Okay, how's it like to work with a lot of, you know, Vietnamese cast, which a lot of, you know, the members are from the cast coming from Vietnam, right? Yes. How do you feel about that? And it was my first time being able to act in Vietnamese, so it was very exciting for me. And I had never been in a production with this many Vietnamese people involved, and it was like a big family reunion. You know, we all felt like, it's like, you know, we go to do our scenes, but then when it's cut, we go nhau, you know? It's like, it's just a party. Vietnamese people love to socialize and to have fun, so. Yeah, we have so many group texts, and it's very chaotic right now, but we're always talking to each other, and wherever we can meet up again, we will do it. A lot of them are from, you know, we're from Canada. Australia, there's people in Vietnam, so whenever we can, we get to choose a city and we just, okay, let's go here. Đây là ông xã của Duyên trong phim, anh Tướng Trọng. Tướng Trọng, rồi anh cảm thấy sao khi mới coi mình trên màn ảnh lớn thay vì bình thường mình coi ở trong laptop hay là TV thôi? Trời ơi, cái lớn quá, cái hình lớn quá. Lớn quá nhiều hơn. I'm very scared. That scared me. Yeah. Yeah. Và coi trong này mình thấy cái tiếng động, cái âm thanh, cái nổ nó mm-hmm. nó bùng hơn ha. Yeah. Yeah. Em đứng bên này, em có đây Hương Thủy nữa, cô bạn em tới đây Hương Thủy. Dạ thì cảm ơn chị Duyên đã mời cho em vinh dự được coi như là ngày hôm nay là ngày ra mắt coi như là đầu tiên. Thì em coi cái phim này em cảm thấy là rất là hào hứng, em nói với chị là em sẽ về, em sẽ download để mà em sẽ ủng hộ để coi, là muốn coi tiếp nữa. Mà đặc biệt là nãy giờ coi sao anh chị ở ngoài đẹp như vậy mà sao quay trong đó nhìn không có ra. Bây giờ nhìn ngoài nó ôi sao trẻ mà đẹp hơn. Nhưng mà trong phim thì quá action luôn rồi. Cho nên là quý vị ơi, quý vị phải coi cái phim này, có những cái khúc mà em cũng rất là xúc động. Khi là em không phải là một cái người trong cái thời gian đó, nhưng mà rất là xúc động. Chúc mừng chị và em rất là hãnh diện chị. Yeah. Thủy vừa xem cái phần screening của episode số 1 hả? Của The Sympathizer. Thật sự thưa quý vị, đây là một cái bộ phim mà chúng ta, nếu mà chúng ta là người Việt thì chúng ta phải xem. Nhất là những hình ảnh đã làm Thủy rất xúc động là những ngày cuối của tháng 4. Lúc đó Thủy chỉ có 11 tuổi thôi. Nhưng mà những hình ảnh này gợi lại một cái quá khứ mà không thể nào mình quên được. Nếu là mình là người Việt Nam thì các bạn hãy ủng hộ, và mọi người hãy ủng hộ HBO để xem cái phim The Sympathizer. Để sau này nữa chúng ta sẽ có rất là nhiều những bộ phim về Việt Nam. Và đặc biệt bộ phim này thì có rất là nhiều diễn viên Việt Nam, đặc biệt là Madam Kỳ Duyên. Đình Bảo, em ơi em làm cái gì trong phim này? Làm nhiều lắm. Dạ, cảm ơn chị Thủy. Đình Bảo xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV cũng như của Trung tâm Thúy Nga. Đình Bảo rất là cảm thấy hãnh diện khi được đóng góp một phần công sức của mình trong cái series HBO với vai trò là một người viết nhạc, viết lời, bảo dịch những cái bài hát tiếng Anh qua tiếng Việt và dịch những bài hát tiếng Việt qua tiếng Anh, và trong đó mình cũng compose một số đoạn lời ở trong đó, và mình cũng hát hai bài trong đó thưa chị, và cũng bên cạnh đó thì cũng được một cái vai nho nhỏ, một cái vai là ca sĩ ở trong phòng trà. Thì thật sự đối với Bảo, ngoài những cái công việc mình đóng góp ở trong cái music production cho phim Sympathizer thì mình cảm thấy rất là hãnh diện và tự hào cho người Việt Nam khi mà mình có được một cái series như thế này
với một cái level international. Đây có lẽ là một cái niềm mơ ước của bao nhiêu con người Việt Nam từ bao nhiêu lâu nay, với cái biến cố của người Việt Nam như vậy. Nhưng mà đây bây giờ mới có một cái bộ phim, mình phải nói là thật sự là nó mang một cái tầm vóc quốc tế. Mình bảo thật sự rất là hãnh diện. Và cảm ơn anh Việt Thanh đã viết ra một cái cuốn sách rất là tuyệt vời để mà chúng ta có một cái series phim hay như ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị. I thought it was really incredible. I'm so proud as a Vietnamese American to watch it. I just feel like it's going to be very healing for both generations to re-experience a war story, but through the lens of Hollywood. And yeah, I think it's like, it's just such an amazing story, and I was very, very happy to be here and witness that. Yeah. Và kính thưa quý vị, Khánh Hoàng cùng với rất nhiều các anh chị em trong media, trong truyền thông đã được xem qua tập 1 của bộ phim Sympathizer mà sẽ được phát hành vào ngày 14 tháng 4 sắp tới đây. Và chắc chắn quý vị đã cũng nghe rất nhiều những phản hồi tích cực về bộ phim này. Và nếu quý vị muốn xem bộ phim này thì quý vị hãy đừng ngần ngại, hãy gọi cho HBO Max để mà subscribe cái channel này để quý vị có thể theo dõi bộ phim này sẽ được trình chiếu vào ngày 14 tháng 4 sắp tới đây. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và xin chúc quý vị một ngày thật vui và hạnh phúc.